ok. Và con muốn dao dài, con phải tác động cái lực hông nè. Cảm nhận cái lực hông vào, cái lực. Và khi vào tập trung là cái cảm giác cái cổ tay và cái bàn tay. Thả lỏng nè, treo cùi chỏ, relax cái cổ tay nè, đó, treo lên, đúng. One short and one long. Good. One long. Good. Các bạn đã quay trở lại với channel của Tý Long. Lại là tôi, là Tý Long, kiện tướng quốc gia. Và hôm nay tôi xin giới thiệu. Introduce yourself. My name's Johnny and I'm 11 years old. I've been playing ping pong for like 1.5 years now. And I'm coming from Sweden. Và hôm nay xin mời các bác, cô chú, các anh chị cùng nhau xem buổi tập luyện của tôi và Johnny đến từ Thụy Điển như thế nào nhé. À, bây giờ thì con thử tập cái kỹ thuật giao bóng trái tay. Backhand serve. Yeah. Continue. Ok. Trước tiên thì chúng ta cũng phải tập chuyển động và tập lực chính của cơ thể. Ha. Đầu tiên là con phải đứng thụ ở cái tư thế nó tốt. Ha. Và con có thể đứng con nghiêng lệch người sang một góc bên trái khoảng 45 độ. Và phần nữa, khi giao bóng trái tay, con muốn tiếp xúc đa dạng hơn thì lúc đó là cái cùi chỏ con phải treo lên. Con mới tạo được cái lực gặt của cái cẳng tay và cái cổ tay. Ha. Và phần nữa khi tung bóng nè, con phải cảm nhận nè, xoay được cái hông. Và lúc khi mình giao bóng nha, cái đặc thù của giao bóng trái tay nè, khi mình giao, nếu như con chuyển trọng tâm, con giao xong con chuyển tới như cái cú đánh backhand á, cái người con lao tới con giao xong, đối thủ mà push một cái là con không thể đánh. Nên giao bóng trái tay, con có để ý không, các vận động viên hàng đầu á, họ sẽ chuyển ngược. Khi tung lên họ đứng về chân phải, và lúc tiếp xúc bóng họ lại dồn về chân trái. Thì khi đó họ lui về một bước để họ chuyển chuẩn bị tấn công. Cái này là lưu ý nha. Đây, một. Con nhìn thấy vị trí của thầy khi giao không? Hiểu không? Và mình đúng, và mình nè, tập trung nè, cái lực nè, cái lực của cái hông vào nè. Và treo cùi chỏ lên. Ha. Rồi, khi con muốn giao cái quỹ đạo mà nó cong hơn á, con phải treo cùi chỏ lên để đầu vợt con rớt xuống. Thì khi mình xoay cái đầu vợt từ dưới lên thì mình mới tạo ra cái quỹ đạo vòng cung. Đây. Thì nếu như con giữ bình thường, con giữ cùi chỏ thấp, con chặt từ trên xuống thì trái bóng nó sẽ đi dài. Đúng không? Đây, thì khi con treo lên, con cảm nhận cái đầu vợt con phía dưới nè, con tiếp xúc ở vùng dưới nè, tạo xoáy ngang nè, xoáy xuống nè, giật lùi, thậm chí giao God serve. God serve. Thấy không? Hoặc là con treo lên tiếp xúc bên hông bóng nè, tạo ra cái quỹ đạo xoáy ngang cong. Ok. Và con muốn giao dài, con phải tác động cái lực hông nè. Thấy không? Cảm nhận cái lực hông vào, cái lực. Và khi vào tập trung là cái cảm giác cái cổ tay và cái bàn tay. Rồi, tung lên. Hướng người sang đây. Thì khi tung lên nè, con phải chuyển động cái lực cái hông vào, đúng. Cái quả đó thầy thấy con bị kéo cái vai rồi. Khi con kéo cái vai không tốt, con giữ nè, con tạo cái lực nè, cái lực gặt của cái cẳng tay và cái cổ tay vào bóng, đúng. Gặt vào, đừng có kéo vai ra. Rồi, thấp xuống. Rồi, thả lỏng nè, treo cùi chỏ, relax cái cổ tay nè, đó, treo lên, đúng, tạo lực hông,
Good. Relax cổ tay. Good. Thư giãn. Rồi, con đứng nhìn. Khi con tung bóng, con tung có xu hướng bóng nó lên, nó rơi gần người. Thì khi con giao như vậy, con cảm giác nó kẹt trong người. Tư thế chuẩn bị là quan trọng. Mình cúi xuống, tay mình để giữ một khoảng cách nè. Mình phải tạo ra cái khoảng cách cẳng tay so với cơ thể. Khi mình tiếp xúc là cái quả bóng nó ở phải có khoảng cách so với cơ thể. Khi đó lực mình tốt nhất. Và khi con lấy đà, con có thể lấy trên vai hoặc lấy ở dưới cánh tay. Hiểu không? Con nhìn nè, con tung lên nè. Một, lấy trên vai nè. Từ sau tới nè. Hai, lấy dưới cánh tay nè. Ngang thắt lưng nè. Xoay hông từ sau tới. Rồi khi vào bóng mình mới tiếp xúc. Thả lắc. Nè. Chú ý nè. Hả? Ok. Nè. Ok. Chuyển đứng tư thế chuẩn bị đúng. Nâng tay lên. Bị gấp lưng, hướng cuối người đúng. Xe lòng bàn tay ra. Đúng. Hướng vào. Treo lên. Cảm nhận cái cổ tay đây. Đừng vung quá. Bây giờ con dao ngắn trước đi. Thả lỏng. Đó, khi vào mình mới tiếp xúc nó, thậm chí tiếp xúc từ dưới lên à, từ dưới lên. Nửa con chia trái bóng theo chiều dọc. Bây giờ con tiếp xúc ở vùng dưới nửa bên phải của quả bóng. Đúng rồi, lắc cổ tay. Good, relax. Good. Good. Hạ thấp trọng tâm xuống. Khi dao tung lên cũng phải hạ thấp trọng tâm. Tung lên là con không đứng người lên. Johnny, tung lên là không có đứng thẳng người. Tung lên vẫn phải giữ trọng tâm. Chờ bóng xuống. Good. Relax. Good. Khoan, dừng. Con bị lỗi. Khi đặt bóng là phải đặt ở sau cái không gian mặt bàn mới đúng luật. Đặt bóng mình đặt ở trên mặt bàn là phạm luật à. Luật quy định là khi mình cầm quả bóng là phải không gian ngoài mặt bàn. Chú ý trước khi giao. Rồi bây giờ con giao dài. Con dùng lực chân và hông cho thầy. Khi tung nè, nhớ tung nè, gặt cổ tay, dần, dần, dần. Con bị nè, khi con gấp cái cẳng tay con thấy bóng nó vào người không? Tung, dần, dần, đó, dần, đúng, rồi dần giao, dần giao, đúng. Con thấy không? Con tung ổn định, con giao nó cũng tốt nữa. No, 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 wrong, ok. Good, tung dần lại, tung dần, tung dần. Ok. Ok, relax. Tung dần lại, tung cổ tay, gặt cổ tay dần. Dần, đúng rồi. Rồi trái ngắn, trái dài. Short and long. One short and one long. Good. One long. Good. Good. One long. Good. Ok. Và bây giờ con thử biến hóa xoáy. Dao xoáy ngang xuống.
Giao sẽ ngang xuống. Good. Good. Giao sẽ ngang thôi. Xoay ngang. Side spin. Ok. Good. Giao sẽ ngang lên. Ok. How is your practice with Tilong? Different from when you practice in Sweden? The difference is that Tilong usually he usually points more technical problems. So now I know that I have many problems. But in Sweden, people don't know as much as him. So I guess that's something good. Xin cảm ơn Johnny. Nếu các bác, cô chú, các anh chị thấy video của chúng tôi hay và hữu ích thì đừng quên cho chúng tôi một like, bấm share để cho mọi người cùng xem, bấm subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi ngày càng phát triển hơn. Và xin hẹn gặp lại tất cả các bác, các cô chú, các anh chị ở những video hướng dẫn tiếp theo. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye.